Minh Nghĩa xin chân thành cống hiến một phần với bản nhạc Trở Về Cát Bụi. Nghĩa là sao? Nghĩa là mọi người sẽ trở về cát bụi nếu mà đi bán muối. Ok, đi bán muối là sẽ trở về thành cát bụi. Ok, không có ai sống mà được mà lâu hết à. Chết cũng trở về thành cát bụi. Yeah. Xin người nhớ cho ta.
cát bụi, trở về cát bụi, xin người nhớ cho. Nhớ chết rồi sẽ thành cát hết.